Thank you.
đầu tiên em xin thay mặt tổ chức giáo dục sống Long Mountain truyền gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có mặt trong căn phòng hôm nay. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, một ngày trong tuần, và em biết là để dành thời gian đến được cái buổi session hôm nay là mọi người đã phải vượt qua rất nhiều giao thông mệt mỏi, và chứng tỏ là chúng ta là những người rất nhiệt tình, phải không ạ? Nhưng mà đây thì đúng là tinh thần của những cái trường liberal arts ạ. Tức là những trường liberal arts là những cái trường mà cái số lượng học sinh ở trong một lớp rất là nhỏ, tầm khoảng 20 thôi. Chúng ta đang trải nghiệm đúng cái tinh thần đó, và chúng ta sẽ thấy là hôm nay chúng ta có rất là nhiều cơ hội để nói chuyện và hỏi các trường nhiều hơn, phải không ạ? Và trong một môi trường nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ có thể chia sẻ rất nhiều hơn. So I just thank all the audience for spending the time here and said this is right the spirit of the liberal arts college class where you have very intimate setting and people can ask a lot of questions. So this is the right spirit. Và bây giờ em thì xin phép được giới thiệu luôn những môi trường mà chúng ta rất là mong đợi tìm hiểu dưới sự giới thiệu của Trung tâm Giáo dục Summit. Một lần nữa thì em giới thiệu với bạn một lần nữa là Summit. Là trung tâm giáo dục đã có 7 năm tuổi ở Hà Nội và là một trung tâm hàng đầu về việc thi IELTS và TOEFL, cũng như là có những SAT và có những cái số lượng học sinh theo ra tham dự chương trình tư vấn với thành tích cao nhất cả nước. Summit đã có thể hỗ trợ học sinh giành được tổng cộng cho đến nay là hơn 1.000 tỷ đồng tiền học bổng, và có những học sinh đạt điểm tuyệt đối trong SAT và TOEFL. Đối với những trường của chúng ta hôm nay đến đây là năm thứ hai của Summit ở Hồ Chí Minh dưới cái tên Blue Mountain, và em xin giới thiệu những cái đại diện của trường chúng ta hôm nay. I'll just give a brief introduction of Summit. This is our second year in Ho Chi Minh City, and I would like to introduce all the schools that are our speakers today. Đầu tiên em xin giới thiệu là đại diện của trường Đại học Tulane là top 40, Đại học National University là cô Laura Coleman. Tiếp theo là em xin giới thiệu cô Alison Herbert là đại diện của Đại học Villanova, top 46, Đại học National University. Tiếp theo là xin giới thiệu thì em xin giới thiệu thầy Rob Stewart, đại diện của Đại học V2 ở top 46 National University. Và trong cái tinh thần một cái lớp học nhỏ như của thì chúng ta có thể ngồi lên sát với cả sân khấu hơn được không ạ? Để có thể nói chuyện và lắng nghe rõ hơn được không ạ? Em xin mời tất cả mọi người ra session. So I will introduce the agenda. Và đây là điều mà chúng ta rất quan tâm, phải không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái phần giới thiệu ngắn, trong đó từng trường sẽ giới thiệu về trường của mình và chính sách của họ. Và sau đó phần thứ hai của chương trình thì các trường sẽ đứng ở các bàn và quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể có những câu hỏi cá nhân ạ. Và vâng, em xin phép được bắt đầu chương trình ạ. Cái phần đầu tiên là cái phần là Navigating Highly Selective Admissions, tức là cái quá trình mà đánh giá hồ sơ của các trường ạ. Thì em xin phép được mời đại diện của các trường lên giải thích ạ. Em xin được mời cô Nora Coleman của Tulane bắt đầu ạ. Everyone, my name is Nora Coleman. I'm here from Tulane University. Thank you so much for taking time out of your busy lives and your busy schedules to be here. We're so happy to chat with you guys. Xin chào tất cả mọi người. Đây là cô Nora, cô từ Đại học Tulane, và cô rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự trong buổi tối ngày hôm nay ạ. So we'd like to introduce this concept of holistic admission, which is something that many of you might have heard of before. What holistic admission says is that there are 4,000 universities and colleges in the United States, and even more across the world. What we believe is that there are no bad schools, but there are bad fits. And so we'd like to talk to you about what it means to be holistic and what it means to find your fit. Đầu tiên thì cô Nora muốn giới thiệu về khái niệm là đánh giá học sinh một cách toàn diện, tức là holistic admission. Thì như những cái lần trước mà sau lúc cũng nhiều lần giới thiệu thì rất nhiều trường đại học ở nước ngoài thì sẽ đánh giá học sinh dựa trên điểm, nhưng mà cô Nora có rất nhiều trường, trong 4.000 trường ở Mỹ thì họ tin rằng là không có học sinh nào mà phải là học sinh tệ cả, nhưng có điều là học sinh có phù hợp với trường hay không thôi. Vì vậy trường phải đánh giá toàn diện hơn ạ.
So holistic admission says that we're looking at you as a whole person. We do want to see the more numbers side of your application, your grades and your test scores, but that's not enough. We want to know who you are as a person. We want to know what you're going to contribute to our campus and to our community. So holistic admission says that we're going to look at your extracurriculars, your letters of recommendation, and your essay to figure out who you are. Đánh giá toàn diện thì rất là quan trọng về yếu tố cá nhân và yếu tố con người. Thì ngoài điểm số thì các trường sẽ rất là quan tâm đến những phần cá nhân, những hoạt động ngoại khóa, quan điểm và tính cách của em ạ. With holistic admission, none of our schools have any minimums or requirements for GPA or test scores. We have ranges that are averages, but we have students that are below those averages and above them. Với cái phong cách là tuyển sinh toàn diện như vậy thì các trường sẽ không có điểm tối thiểu để vào các trường. Một số phần lớn các trường thì đều có điểm trung bình để vào trường, nhưng mà sẽ vẫn luôn luôn có những bạn học sinh điểm thấp hơn và những bạn học sinh điểm cao hơn so với trung bình. The very first thing that we will look at in your application is your academics, so your transcript. And we're looking at two things here. We're looking at which classes you're taking and how you're doing in them. We want to see that you're challenging yourself, that you're taking a rigorous curriculum, and then we'll look at the grades that you're doing in order to see if you're going to be academically successful at our schools. Điều quan trọng nhất trong bộ hồ sơ sẽ là điểm trên lớp, và các trường sẽ đánh giá là có hai yếu tố. Thứ nhất là em đang học một cái lớp nào và điểm của em như thế nào. Em đang học lớp nào có nghĩa rằng là cái chương trình học của em có cạnh tranh, có khó không? Em có thử thách bản thân hay không? Để xem là em có khả năng thành công ở trường không? We work closely to understand the individual curriculums at your school. So if you have AP or IB or national curriculum or A levels, we'll work with your counselors and work with you to be able to understand you as a student in the context of your own specific high school. Các trường đã nỗ lực rất nhiều năm để hiểu được các chương trình học. Vì vậy, cho dù các em có học chương trình AP hay là IB hay là A level hoặc là chương trình phổ thông bình thường ở Việt Nam, thì các trường đều hiểu được cái hệ quy chiếu ạ. And lastly, a tip for you all. Each school is a little bit different in what they require for standardized tests. Some schools require none, some schools require multiple tests, some are flexible and a little bit in between. So it's important that when you're putting your list of schools together, that you take time to do the research to see each school's requirements and what tests you've already taken. Về điểm chuẩn hóa thì chính sách của mỗi trường lại khác nhau ạ. Có một số trường thì hoàn toàn không đòi điểm chuẩn hóa, một số trường lại đòi rất nhiều, và có một số trường thì đòi vào khoảng lưng chừng, tức là ở giữa. Thế thì điều quan trọng là khi chúng ta tìm kiếm các trường thì chúng ta phải nghiên cứu cả vấn đề này để có những cái có thể đáp ứng được các yêu cầu của trường. Tiếp theo thì cô Allison sẽ nói với chúng ta những cái mong đợi của trường về bài luận ạ. So as Nora discussed, there's a lot of different components that we look at in your application and that help us define this holistic admissions process. The one thing that I will say is that our universities collectively receive tens of thousands of applications. And if we just admitted students who were academically qualified, if we were just looking at the academics, we would all be over-enrolled on our campuses by thousands and thousands of students. So this is why we look at a lot of additional components such as essays. Cô Allison vừa nói rằng hàng năm thì hội đồng tuyển sinh nhận được hàng chục ngàn hồ sơ. Nếu mà chỉ nhận các học sinh dựa trên điểm số thì thực sự là bị quá tải. Vì vậy nên trường phải dùng các yếu tố mềm, ví dụ như bài luận để đánh giá học sinh ạ. So all of our schools are common application schools, and every school is going to have different requirements for essays, so we'll just talk about them in general. The one thing that I would say is for your essays is that you want your essay to be about you. You don't want it to be about, you know, a grandma. You don't want it to be about an event that happened to you several years ago. It doesn't say anything about you specifically. So you want to make sure that you're really focusing on something, an experience, a person, anything that is unique to you. Điều đầu tiên mà cô Allison muốn nói với, quan trọng với bài luận là bài luận phải viết về em ạ. Vì đây là bài luận cá nhân thì nhân vật chính trong bài phải là em. Em không nên viết về những cái yếu tố bên ngoài, ví dụ như bà của mình, hoặc là
những cái người mà họ hàng đó, từ đấy là cái chủ đề mà các bạn học sinh Việt Nam rất là dễ sa đà vào ấy. The last tip that I'll give you with regard to essays is that by the time you decide what schools you're applying to, you should be able to clearly articulate why you are applying to each of those schools. Most schools will have what we call a supplemental essay, which is your chance to show us that you've done your research on our institutions. And if you have done your research and you've done your homework, those supplemental essays can really be a benefit to you in the admissions process. Một điều cô muốn nhấn mạnh nữa là về bài luận phụ ạ. Bởi vì cô muốn nhấn mạnh là khi mà các bạn nộp vào các trường thì thông thường phần lớn các trường sẽ có bài luận phụ và các trường sẽ hỏi là tại sao bạn muốn học ở trường đó. Thế thì một điều rất quan trọng là bạn phải nói rõ được cái lý do đấy đối với các trường. Hi everybody. So you've heard about academics and you've heard about essays. I'm going to tell you a little bit about few more aspects of the application that we look at as we read all of your applications. Another thing that the Common App has you include as you apply is a list of the activities that you are part of while you're in high school. Bên cạnh bài luận thì hoạt động ngoại khóa cũng là một phần rất là quan trọng để các trường đánh giá cái tầm và cái sự cống hiến với cộng đồng của các em học sinh ạ. Đặc biệt là các hoạt động ở trong trường ấy. There's no specific list of activities that we look for when we read a student's application. We don't expect them all to be a part of Model UN. We don't expect them all to be part of student government. We don't expect them all to be part of one specific thing. When we read an application, we want to see a student involved in something that really means something to them. Không có một công thức cụ thể nào là học sinh phải bắt buộc tham gia một số hoạt động nào. Vậy bạn đừng tự cảm thấy rằng mình phải tham gia Model UN hay là phải tham gia một hoạt động lãnh đạo. Mà điều mà quan trọng là hội đồng tuyển sinh chỉ muốn biết là tại sao hoạt động đó lại quan trọng đối với em. So when we read applications and we get emails from students, a lot of them are worried that maybe they're not involved in enough or maybe they're not doing enough to really stand out. But that's not always the case. When we look at depth versus variety, that really kind of boils down to, are you doing something that you really care about? Are you doing something that we've seen you doing over 4 years? So when we look at depth, we look at how long have you been in something? How long have you been part of a group? When we look at variety, it means how many things are you a part of? How many different groups have you joined over your time on campus? Một điều quan trọng là các trường quan tâm đến hai yếu tố trong hoạt động của em. Thứ nhất là chiều sâu và thứ hai là sự đa dạng. Đối với chiều sâu thì các trường rất là quan tâm đến việc em làm hoạt động đó trong bao lâu để mừng tượng rằng là em có tiếp tục làm việc đó khi mà em những hoạt động đó khi mà em sang trường học hay không. Đối với sự đa dạng thì trường quan tâm đến việc là em có tham gia bao nhiêu hoạt động trong hồ sơ của em để xem cái tính linh hoạt của em như thế nào. So that last point, as we look for a well-rounded campus, we like to see students who are involved in different things. Like I said at the beginning, we don't want to see students who are all involved in the same thing. So when we talk about a well-rounded campus, we want to hear about everything that you're involved in. I have students email me who ask if they can put babysitting down because they get home from school, they take care of their siblings from 3:30 in the afternoon until their parents get home from their second job at 10. That counts as something that you're involved in because that is what you are doing. You are home every day, taking care of your family, taking care of your siblings, making dinner, making sure they get home from school. So something like that definitely counts as something that you can put on your application. Ngoài ra thì các bạn lưu ý là khi mà trường có rất là nhiều học sinh như vậy thì họ rất là thích sự đa dạng, nên không nhất thiết là em nào cũng phải làm giống em nào. Còn một những cái bạn học sinh đã có những hoạt động ngoại khóa rất đặc biệt mà thầy của trường B2 muốn kể, ví dụ như là bạn đã coi cái việc trông em là hoạt động ngoại khóa của mình, thì ba mẹ bạn đi làm hai công việc, đến 10 giờ mới về thì bạn trông em từ 3:30 chiều cho đến tận 10 giờ đêm và phải nấu ăn. Đấy cũng là coi là những cái hoạt động ngoại khóa mà bạn ấy làm. Alright. Another part of the application that we look at is the recommendation. So through the Common App, the majority of the schools, if not all, that you will be applying to will require some kind of recommendation. Một cái thành phần cũng quan trọng nữa của hồ sơ đấy là phần lớn các trường sẽ yêu cầu thư giới thiệu. I speak for mine specifically, but I think also all of the ones in front of you. Lehigh at least requires a counselor recommendation and a teacher recommendation. But when you are looking at your schools, whether it's a national school or an international school, a lot of different schools have different people in charge. So not all of them have counselors. Not all of them have a class officer. So the first question and kind of the main question I get looking at international apps for counselors is, who do I have writing a recommendation if I don't have a counselor?
It can be anybody who is kind of in an officer role or in a counselor role. So it can be a principal, it can be an assistant principal. Whoever is kind of in charge of your class, in charge of your grade, is a perfect person to write that counselor recommendation. Nó sẽ có cái yêu cầu về thư giới thiệu của Linh Hai, nhưng mà cũng là đại diện cho rất nhiều trường ở đây cũng giống nhau ạ. Đó đầu tiên là trường bắt buộc phải có một thư giới thiệu của counselor. Counselor tạm dịch ra là người quản lý chương trình. Và trường Linh Hai đòi thêm một thư giới thiệu của một giáo viên nữa. Rất nhiều học sinh quốc tế thì đến trường hỏi thầy là nếu mà trường không có những người quản lý thì sao, mình chỉ có những trường quốc tế thì mới hay có counselor. Thế thì câu trả lời là thực ra các bạn có thể hỏi bất cứ người nào mà có vai trò như là một người quản lý chương trình, tức là người có thể quản lý được lớp của bạn, ví dụ như là cô giáo chủ nhiệm hoặc là thầy hiệu trưởng, thì đều có thể coi là thay thế cho counselor. And so while we do ask for recommendations in that academic setting, we do also like to learn more about students outside of the academic setting. So that additional recommendations are a great place for that to happen. Ngoài việc muốn tìm hiểu học sinh đó học hành như thế nào trong trường, thì trường cũng rất quan tâm là học sinh đó như thế nào trong cái môi trường ngoài lớp học. Vì vậy nếu mà bạn có thư giới thiệu từ những cái người từ hoạt động ngoại khóa của mình cũng rất là tốt. When thinking about those additional recommendations and the people you would like to write them, it's good to look to see what else you're involved in. So that can be a coach if you're on a sports team. If you have a job, it can be your boss. Somebody who can give us a different perspective than you, or a different perspective of you, than a teacher would give us. Thế thì những cái người mà có thể viết thư giới thiệu hoạt động ngoại khóa như thế thì có thể rất là đa dạng. Họ có thể là những cái người hướng dẫn về môn thể thao của bạn, hoặc là cũng có thể là sếp của bạn khi mà bạn, nếu bạn có một cái công việc nào đấy, chẳng hạn người quản lý của bạn, để cho hội đồng tuyển sinh có thể có một cái cách nhìn khác, có một cái hiểu biết thêm về bạn ngoài cái môi trường lớp học. All right, financial aid. So financial aid, a lot of people find intimidating and a little bit confusing, but really, once you learn what the terms mean, you'll master it right away. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến phần hỗ trợ tài chính. Rất nhiều người thấy cái phần này khó hiểu, nhưng mà khi mà trưởng cô sẽ giải thích cho chúng ta một số cái thuật ngữ thì chúng ta sẽ thấy dễ hiểu ngay. The two main pieces are going to be need. Need-based aid and merit-based aid. Schools can offer one or both. Chúng ta biết hai dạng, thứ nhất là hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu, và thứ hai nữa là học bổng. Need-based aid là hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu, và merit-based aid là học bổng. Một trường thì có thể có một dạng hoặc hỗ trợ này hoặc là cả hai. Need-based aid, the explanation is right in the word, it's need. It's based on your family's financial need as determined by different paperwork. The CSS profile is a common one. There's also the International Student Financial Aid application. Some schools have their own institutional forms, but essentially for need-based aid, you're going to fill out your family's situation, your income, any costs, other siblings' education, those kinds of things. And then based on all that information that you put in, it's going to provide your estimated family contribution. Đầu tiên là hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu, thì chính ý nghĩa của nó là sự hỗ trợ trong trường hợp gia đình bạn không đủ điều kiện tài chính để đóng góp vào trường. Thì thông thường để xin cái loại hình này thì bạn sẽ phải điền CSS profile, là một cái loại đơn online. Ngoài ra thì nó có một số loại form khác, ví dụ như là đơn ISFAA và một cái loại nữa. Và một số mỗi trường, có một số trường lại có đơn riêng. Nhưng mà đại loại là nội dung chính là các bạn sẽ phải điền vào những cái thu nhập của gia đình cũng như tất cả các cái chi tiêu. Qua đó thì trường sẽ dựa trên đấy để đánh giá xem là gia đình bạn có thể đóng góp được bao nhiêu cho trường. Merit-based aid is based on a particular criteria set forth by a school. That could be SAT scores, it could be your curriculum, it could be how you do on an IB, it could be how you do on national exams. There's actually a school in Pennsylvania that gives a small merit award if you're left-handed. So whatever the school wants to set up, whatever they want to do, there's a huge variety of these. Học bổng thì thực ra có rất là nhiều loại học bổng. Học bổng có thể có trường thì dựa trên điểm SAT, có trường thì dựa trên điểm trên lớp chương trình, ví dụ có thể bạn có AP hoặc IT chẳng hạn. Nhưng cũng có một số những trường thậm chí có học bổng cho những người thuận tay trái. Vì nó rất là đa dạng tùy theo từng trường mà bạn phải tìm hiểu. The certification of finances is used by different schools a little bit differently. Some will use it as part of the financial aid process, but that is actually a form that's really needed for your student visa. It is very important, regardless, to make sure that the information that you are putting forth financially is correct. Use your signing, your promising, your swearing.
to that being accurate. There can be very big consequences with a school if they find out that information is not complete. What's even more important is this one is actually given to the US government during your student visa. You have to provide that. So you want to make sure that whatever you're putting down is verifiable and true. Certification of finance 的关系给帮助不会担心过吧? 比如说, 榜lương, 比如说, 所得kiệm, 比如说, 你有个帮助派, 来回上课, 因为它是用来给到政府, 用来给到visa của bạn sau này. 因为, 因为, 把把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 
here in this section. So a lot of people have heard the phrase need blind or need aware. Once again, the words are really telling you what it is. Need, these are actually admission terms. Need blind, it means that the admission people up here are blind to how much you need when you're being admitted. Need aware means that we are aware of how much you need when you're being admitted. And so that this can factor in. Okay. Chúng ta phải làm quen một số thuật ngữ. Đây là cái những thuật ngữ của hội đồng tuyển sinh. Need blind có nghĩa là không quan tâm đến yêu cầu của hành chính. Có nghĩa là các trường sẽ không quan tâm đến việc bạn đòi bạn xin bao nhiêu tiền mà chỉ đánh giá hồ sơ của con thôi. Và cái quá trình tuyển sinh sẽ hoàn toàn không dựa, tức là con xin nhiều hay ít tiền nó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh. Need aware có nghĩa là trường quan tâm đến việc đấy, có nghĩa là có thể nếu mà con xin nhiều tiền quá thì sẽ ảnh hưởng tới kết quả tuyển sinh. Out of those 4,000 schools that Noor mentioned earlier, there's less than a dozen that are need blind and need aware for international students. So you're much more likely to be talking to institutions that are need aware. There's also one other phrase you're going to want to know, which is meeting full demonstrated need. And those are schools that whatever your EFC says, they will meet the rest. Thế thì thực ra về mặt thực tế mà nói, trong rất nhiều trường ở Mỹ thì chỉ có chỉ đếm trên đầu ngón tay các trường là need blind, có nghĩa là không quan tâm đến nhu cầu hành chính thôi. Còn phần lớn các trường mà các bạn nói chuyện là những trường need away, có nghĩa rằng là cái việc bạn xin hỗ trợ bao nhiêu tiền có thể ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh. Còn có một số trường gọi là meeting full demonstrated need, có nghĩa là trường sẵn sàng nếu mà trường nhận bạn rồi thì bạn xin bao nhiêu tiền trường cho. So this is a simplified version of how this would work. So the school has the cost of attendance minus that EFC or estimated family contribution that's coming from that paperwork you filled out, either a CSS profile, the ISFAA, and then what's ever left is your eligibility for need-based funds. So if we're taking room from that. Đây là cách các trường tính xem là trường phải hỗ trợ bạn bao nhiêu tiền ạ. Tức là trường sẽ lấy tổng chi phí của trường bao gồm là tiền học, tiền ăn, tiền ở, trừ đi cái mức tài chính mà gia đình khai là có thể đóng cho trường một năm, sẽ ra số tiền mà trường phải hỗ trợ bạn trong một năm nếu mà trường nhận bạn. That makes sense to everybody? Mọi người hiểu không, đúng không? So no one is going to come up to my table and say, I have a 1460 SAT and a 3.9 GPA. How much need-based financial aid can I get? Right? Or what's the SAT score I need to get need-based financial aid? Right? Because need-based is based on need. Merit-based is based on those scores. Once you're in the college, the need-based is a different thing, right? So need-based on your family circumstances. So if Rob has 1,000 SAT, and Nora has a 1,600 SAT, they both get in, and Rob's family needs more assistance, Rob will get more assistance, right? Because the philosophy behind that is our campuses want to make sure we have students from all over the world and all different backgrounds, and not just students coming from one type of economic background. Thì mọi người đã hiểu sự khác biệt chưa ạ? Thì có nghĩa là sẽ hy vọng sẽ không có bạn nào đến và hỏi tôi và hỏi là thế tôi được 1460 SAT, 3.9 GPA thì liệu là tôi sẽ được bao nhiêu tiền? Tại vì thực ra thậm chí là ví dụ như là một người được 1.000 SAT, một người mà được điểm SAT cao hơn nhưng cái người được điểm thấp hơn vẫn có thể được nhiều tiền hơn nếu mà gia đình họ cần hơn. Và điều đấy là cái nguyên tắc ở đằng sau đó là trường mong muốn là có học sinh từ tất cả mọi tầng lớp đến trường để học, để có sự đa dạng chứ không nhất thiết là mọi người đều phải cùng từ một tầng lớp. For the record, I'm sure Rob did very well on his SAT.
All right, there's a couple other, if that's not enough factors for you, there's a couple more that can factor into the process. There's something called institutional priorities, and those are specific to each individual university. That could be the school really wants to have more female engineers. The school really wants more students from Ho Chi Minh. Here we are, that's a clue, right? There's all sorts of different things, and those vary from school to school. Some of those will work in your favor, and some of them won't. That's why you want to make sure you have a nice balanced list, and you can ask schools, are there particular things that you're looking for this year? Are there particular priorities you're working on? Ngoài ra, ngoài yếu tố kể trên, trong khi mà đánh giá điểm hồ sơ của học sinh như là điểm, như là bài luận, như là hoạt động ngoại khóa, thư giới thiệu, như là tài chính, thì còn có một số yếu tố khác cũng có thể liên quan đến việc bạn được nhận hay không. Ví dụ một trong đó là người ta gọi là ưu tiên định chế hoặc là ưu tiên về chính sách. Có nghĩa là mỗi trường mỗi năm lại có thể có thay đổi về chính sách. Ví dụ có những trường lại ưu tiên là có bạn nữ học kỹ sư chẳng hạn, hoặc có những cái trường thì lại ưu tiên việc nhận học sinh từ Việt Nam chẳng hạn. Thì điều quan trọng là bạn nên liên lạc với trường để biết sự thay đổi chính sách hàng năm. This next one, everyone in this room is getting an A+ on tonight. Demonstrated interest. Demonstrated interest means you're demonstrating interest in that particular school. So when you go to, when people come to your school, when you go to a fair and you fill out those cards that no one likes to fill out, you want to fill those out. Because schools that count demonstrated interest actually look, when they're reading your application, I was in Ho Chi Minh, did they come to the event? I was at their high school, did they come talk to me? This can actually, if you have the exact same academic record as another student and you have demonstrated more interest, for some universities, that will get you admitted over another student. Một cái yếu tố thứ hai nữa cũng có thể khiến bạn được nhận hơn so với học sinh khác, đấy là bạn thể hiện cái hứng thú thực sự đối với trường. Ví dụ như tất cả các bạn chúng ta trong khán phòng hôm nay, khi mà vượt qua rất là nhiều traffic jam để đến hôm nay và điền những cái đơn đấy, thì sẽ có được cái điểm đấy. Tại vì điều đấy thể hiện là bạn rất là quan tâm tới trường, và đôi khi là hai hồ sơ giống nhau thì bạn nào mà thể hiện nhiều quan tâm đến trường hơn, ví dụ như liên lạc nhiều hơn đến các buổi info session các thứ, thì lại có thể được nhận. And then also round of application is one. Everyone heard of early decision? Early action? Okay, regular decision? If you haven't, don't worry. Those are types of rounds of decision. Early decision, early action, sometimes they mean different things at different schools, but there can be advantages in applying early action, early decision at schools. Ask schools, is it an advantage? Is it good if I do this? What is the benefit? What is the con? So this is something you want to be aware of. Often schools will say, you know, there's different, they vary, and now there's lots of versions of EA. But end of the day, you want to be aware of these rounds, because that can also be an advantage to you. And another thing that you want to ask schools about is that piece of, am I applying early? Will this help? Does it hurt me not to apply early? Things you want to be keeping in your mind. Một yếu tố nữa đó là các đợt tuyển sinh. Các bạn cũng sẽ muốn tìm hiểu rằng là có khi là bạn nào mà bạn nộp đợt này thì sẽ được ưu tiên hơn đợt kia. Nếu mà các bạn biết những cái vòng nộp hồ sơ, ví dụ như là nộp sớm, nộp early decision, early action và nộp thường, thì có một số trường sẽ ưu tiên hơn khi mà bạn nộp sớm chẳng hạn. Thì bạn cũng nên đến hỏi các trường xem là thực sự nếu mà nộp các đợt khác nhau thì có sự khác nhau rõ rệt không về kết quả nhé. And I know all of these things we just talked about are a lot of factors. It's a lot of things to think about, and sometimes that's what makes the U.S. process intimidating. But if you think about it this way, it also makes it exciting, because you don't see any one of you students in this room as just your GPA. We're never going to look at you that way. We're never going to look at you as just your SAT score. We're looking at you for your personality, what you bring to campus, your perspective, your history, what you have to say. And yes, that means essays and recommendations, but it also means that you're coming to a place that cares about you more than just a test score. And that's going to ensure a much better, happier, more fulfilling college experience. Tôi biết là có nhiều bạn cũng thấy hơi sợ rồi, tại vì là tại sao lại nhiều yêu cầu, nhiều tiêu chí như thế. Nhưng mà đấy chính là quan điểm khi mà tuyển sinh một cách toàn diện, có nghĩa là chúng tôi sẽ không nhìn nhận bạn chỉ dựa trên điểm trên lớp hay là điểm SAT của bạn. Chúng tôi nhìn nhận bạn như những con người rất là sống động, có những cái tính cách khác nhau. Và điều đấy cũng có nghĩa rằng là các bạn sẽ hạnh phúc hơn khi mà đi học ở trường của chúng tôi, tại vì chúng tôi rất là quan tâm đến bạn như những cá nhân đặc biệt. All right, now we're each going to talk for a few minutes about our university before we break up and let you ask any questions about the process.
So, this is Connecticut College, or Conn College for short. It's in New London, Connecticut, in between New York City and Boston. I haven't seen it in a while, but I'm pretty sure it's still there. Và bây giờ thì các trường xin phép được giới thiệu về mình một chút trước khi mà giờ chạy ra nước bạn ạ. Thì đây là trường Connecticut. Connecticut là một trường ở bang đại học phân ở bang Connecticut và nó ở giữa Boston và New York. Little travel joke, we're all good. So Connecticut College is a liberal arts college, and so there's some things that go along with that. So typically it means it's a smaller, it's undergraduate focused. You're applying to the entire school as opposed to a specific major. And so you have a lot of also community focus as well as small class size and attention. Average class size is about 15 students. Connecticut là một trường đại học liberal arts, là một trường đại học khai phóng, có nghĩa rằng là một môi trường nhỏ, rất là quan tâm tới cái cộng đồng ở trong trường và bạn có thể có rất là nhiều sự linh hoạt trong việc chọn lớp cũng như là cái quy mô lớp rất là nhỏ, mỗi lớp của trường trung bình chỉ có 15 học sinh thôi. Liberal arts is of course short for liberal arts and sciences. Students are, it's not just a school where people do arts or humanities. 25% of our students major in hard science, spread out between bio, biochem, molecular physics, neuroscience, all those. Most popular majors are international relations, economics, psychology, history, 11 different languages, 55 different areas. So lots and lots of things, and lots of famous alums went through the liberal arts. Hillary Clinton, Barack Obama went to liberal arts colleges, right? So some really a wide range of things to study. Liberal arts thì không có nghĩa là mọi người chỉ có học nghệ thuật đâu mà hoặc là học nhân văn đâu mà ví dụ ở Connecticut là có 25% các bạn là học khoa học cơ bản và có rất nhiều bạn học những ngành như là kinh doanh, kinh tế rồi quan hệ quốc tế vân vân và có rất là nhiều những cái người nổi tiếng đã học trường liberal arts ví dụ như là Hillary Clinton hoặc là Barack Obama. The arts communities are also really known for being very tight knit. And for students for having a lot of one-on-one mentorship. 9-to-1 is our student to faculty ratio. Every single one of our students is assigned a career center advisor, a regular advisor. All of our international students get host families and international student advisors. You have a lot of support because when you come to the US, it's not only gonna be an academic transition, but a social transition, right? So we have a lot of people helping you through the process in a safe environment. While we're very close to big cities, our campus is our own campus, and therefore students have a lot of freedom, but are also very much within a safe place to grow and explore and learn. Một điều đặc biệt của những cái trường liberal arts là cái môi trường rất là thân thiết vì nó nhỏ ấy ạ. Thì phần lớn những học sinh là đều có được cái mối quan tâm một một. Ví dụ tức là được những giáo sư kèm tức là được tham gia những cái chương trình một một với giáo sư này hoặc là có những cái người cố vấn với mình này và cái tỷ lệ lên trên lớp là một thầy chín trò. Đây là một cái trường vui bởi vì cái điều này rất là quan trọng là chúng ta có một lớp nhỏ tại vì khi mà bạn sang Mỹ học thì không phải là sự thay đổi về môi trường học tập đâu mà phải đấy là một sự thay đổi kể cả về môi trường xã hội nữa nên rất là cần có những cái mối quan tâm chặt chẽ như vậy để bạn có thể phát triển. Ngoài ra thì campus của trường rất là gần thành phố nhưng mà lại là một campus tức là lại là một cái khuôn viên riêng để các bạn có thể phát triển một cách rất là an toàn. All of the institutions up here today really care about helping prepare you for whatever you want to do as your next step, whether that's PhD programs, law school, business, whatever it happens to be. We all really care about that. At Conn, we guarantee every single student a $3,000 US stipend to have unpaid internship to make sure you don't just like biology, you actually like what that means in a company, at a pharmaceutical firm, working in biotech, whatever it happens to be. And so we really want to make sure we're connecting that for you. And about 20% of our students are taking that money and going abroad with it. So having a lot of options, not just in the States. Chắc chắn tất cả những trường đại học hôm nay thì rất là quan tâm đến việc phát triển cho các bạn cái kỹ năng để các bạn có thể phát triển trong cái một cái tương lai mà rất là nhiều thay đổi này. Ví dụ như là ở Conn thì trường đảm bảo là tất cả các học sinh đều có 3.000 đô để các bạn có thể tham gia những cái công việc ở mùa hè. Nếu các bạn có thể đi làm không lương, các bạn được trả 3.000 đô đó để các bạn có những cái trải nghiệm nghề nghiệp thật sự. Hoặc là rất nhiều học sinh thì đã ở trường đã lấy 3.000 đô đó để đi học ở những chuyến đi học ở nước ngoài để có những cái trải nghiệm quốc tế chẳng hạn. Conn has
students from Vietnam since the early 2000s. I was talking to Chi, I think 2003. That was my friend. Oh, your friend. Well, you know your daughter, yep. So students have been coming from Vietnam for a very long time. And we do have students from all over the world because we do meet full demonstrated need for all citizens, regardless of their passport. And I think the best part about being an international student at Con is you don't stay an international student. You become a Con student. You're just as integrated in the community as everyone else. Our president of the student body who just graduated, international student. Our current vice president, international student. You're very present on campus and you're getting the whole experience and you get to experience it as a student and not just someone that's labeled as an international student. You're gonna be part of the comprehensive community. Trường Connecticut là một trường đã nhận học sinh Việt Nam từ rất là lâu, từ những năm 2000 rồi. Và trường nổi tiếng là một trường fully meet, demonstrated needs, giống như cái term mà chúng ta vừa học lúc nãy. Tức là trường có thể đáp ứng nhu cầu tài chính của bạn, miễn là trường nhận bạn. Và điều đặc biệt là khi bạn là một học sinh quốc tế ở trường thì đấy không phải là một phần nữ đóng, mà điều đấy có nghĩa rằng thực ra bạn đã trở thành một sinh viên của trường Con rồi, tại vì phần lớn mọi người ở đấy đều là học sinh quốc tế, ví dụ như là hiệu phó của trường cũng là sinh viên quốc tế, rất là nhiều thầy cô trong trường là người nước ngoài. Vì vậy thì bạn sẽ không cảm thấy cô đơn hoặc là bị lạc lõng đâu ạ. And along with that need-based aid, we also have merit aid, and Con is also testing optional. You can submit the SAT or ACT or nothing. You have those choices, and so that's a really great option as well. We do require an English proficiency, either TOEFL or an IELTS, but as far as SAT or ACT, it is optional. Con thì ngoài financial aid thì còn có học bổng merit-based nữa. Và trường là một trường test optional, nghĩa là bạn không nhất thiết phải nộp điểm SAT hoặc ACT, nhưng mà trường có yêu cầu bạn nộp TOEFL hoặc IELTS. Come on. Lehigh is located in Bethlehem, Pennsylvania. We are about an hour north of Philadelphia, an hour and a half west of New York City. The cool thing about our proximity to both of those cities is that there is a bus stop two blocks off campus that does round trips into both Philly and into New York about every hour. So if you ever want to go into the city, go to a Broadway show, go to a sporting event, hang out at Times Square, whatever you want to do, you have that option as a student. Xin chào, tôi là đại diện từ Đại học Lehigh. Điều đặc biệt của Lehigh là Lehigh ở Bethlehem, Pennsylvania, và trường là cách Pennsylvania 1 tiếng đi xe, cách New York City 1 tiếng rưỡi đi xe, và cứ 1 tiếng thì ở trường lại có một chuyến xe đi đến các thành phố đó. Vì vậy rất là tiện nếu mà bạn muốn đi ngoài việc học, muốn đi thăm thú xem Broadway show hay là thêm thăm thú tất cả những On campus, we have about 5,000 undergraduate students spread over 3 different academic colleges, business, engineering, and arts and sciences. The cool thing about Lehigh is that when you apply, you do apply to one of those 3 schools, but you don't have to apply to a specific major. So for engineering and business, you have until the end of your sophomore year before you have to declare a major. And for business and arts and sciences, second year. Engineering until the end of your first year before you have to declare a major. Lehigh là một trường có 5,000 sinh viên bậc đại học. Đây là trường có cả bậc cao học, có 5,000 sinh viên bậc đại học, và chia ra làm 3 phân trường là trường kinh doanh, trường kỹ sư và trường khoa học và nghệ thuật, khoa học và nhân văn. Điều đặc biệt là học sinh có thể nộp vào một trường, nhưng mà bạn bất cứ trường nào trong 3 trường đó, nhưng mà bạn không phải quyết định là bạn học ngành nào trong cái năm thứ 2. Riêng với trường kỹ sư thì là cuối năm thứ nhất là bạn phải quyết định là bạn theo ngành nào trong cái mảng kỹ sư. At Lehigh, we are a tier 1 research institution, so what that means is all professors on campus are required to do research as part of being a professor. With all of our professors doing research, it opens a lot of opportunities for our students on campus to do research as well. Undergraduate students can start doing research as early as the first semester of their first year on campus. Lehigh là một trường đại học nghiên cứu, chứ không phải là trường khai phóng. Vì thế nên là tất cả các giáo sư ở trong trường đều phải làm có những cái đề án nghiên cứu gì đó, và điều đó có nghĩa là tất cả các học sinh đều có cơ hội để nghiên cứu cùng với giáo sư. Along with doing research with a professor, students also have the opportunity to start their own research project and continue that funded by Lehigh over the summer in something called our Mountaintop program. It's a picture up here. Ngoài việc là làm nghiên cứu cùng với các giáo sư thì sinh viên còn có cơ hội có cái quỹ hỗ trợ để tự làm những nghiên cứu của mình.
đây là một cái chương trình rất nổi tiếng của trường tên là Mountain Top, là một cái chương trình nghiên cứu như ở bậc đại học đấy. So the Mountain Top program is a student-led research program. It happens over the summer. It is fully funded by Lehigh. Students have the opportunity to get together with a group of friends, come up with a research project that really kind of interests them, and spend the summer on campus getting paid by Lehigh to do that research. Mountain Top là một chương trình nghiên cứu của riêng sinh viên. Một nhóm bạn sinh viên có thể tụ hợp lại để có một cái ý tưởng nào đấy, sau đấy xin hỗ trợ từ trường và ở lại trường trong mùa hè. Và các bạn có thể làm những cái nghiên cứu đó và được Lehigh trả tiền ạ. As part of that research, the majority of our groups have seen academic success, research success come out of that. So as part of this program, if you end up publishing any papers or publishing a journal article or coming up with a copyright or getting a patent from the US government, that is your academic ownership. You have ownership over whatever comes out of that program. Lehigh doesn't come in at the end and say, we paid for it, so it's ours. Students end up with the ownership over their academic programs. Điều đặc biệt của chương trình Mountain Top là nếu mà cả những cái nghiên cứu của bạn mà được công được xuất bản hoặc là được ghi nhận hoặc thậm chí có bằng sáng chế thì tất cả những cái thành tích đó là tài sản của bạn. Ví dụ nếu bạn có bằng sáng chế thì bạn sẽ là người sở hữu tài sản đó. Chứ Lehigh sẽ không sở hữu nó. Lehigh sẽ không nói là vì chúng tôi trả tiền cho bạn nghiên cứu nên chúng tôi sẽ được sở hữu nó. Along with research on campus, we also understand that students really want to get that internship experience. They want to go out, they want to learn more about what they will actually be doing when they graduate. So a really cool thing that Lehigh offers is something called our Iacocca Internship Program. It's a summer program, also fully funded by Lehigh, but instead of studying abroad and taking classes every day, you're studying abroad and you're going to work 5 days a week. Ngoài ra thì trường có một cái chương trình kiểu thực tập ở nước ngoài nữa, và thay vì bởi vì là thực tập thì trường biết là cái kinh nghiệm đấy rất là quan trọng, vì thế ngay cái việc mà bạn ngoài thay vì cái việc mà bạn phải đi học ở nước ngoài và ngồi trong lớp thì bạn có thể vừa đi học ở nước ngoài nhưng vẫn làm việc 5 ngày một tuần. The last thing I will tell you about is something. So Lehigh has a partnership with the United Nations. We are one of 40 academic institutions around the world that has been granted non-governmental organization status at the UN. What this means is that our students basically have an all-access backstage pass to the UN. Lehigh là một trong 40 trường trên toàn thế giới có mối quan hệ với Liên Hợp Quốc, và như thế thì bạn có tất cả những cái điều kiện để tham gia những cái cơ hội ở trong Liên Hợp Quốc. Because of our proximity to New York, every week we send a busload of students into the city, and they get to visit the UN. They get to go to council meetings. They get to meet with world leaders. They get to sit in on General Assembly meetings. We've had students who have actually had the opportunity to speak in front of the General Assembly. So with all of the national representatives, all the leaders there, our students have had the opportunity to speak in front of them. Along with that, if you really enjoy the program, if you want to continue it after you graduate, there are internship opportunities that come out of this program as well. Vì chúng tôi rất là gần New York như vậy nên là phần nào còn cái chuyến xe đến và các bạn có thể tham gia tất cả những sự kiện ở thành phố New York rất là sôi động. Chúng tôi đã có những cái bạn học sinh mà làm việc và họ là phát biểu trước quốc hội, và có rất là nhiều những cái cơ hội thực tập khác để có cái cơ hội nghề nghiệp tốt. One last thing that I will talk about before I pass it along. When it comes to financial aid, Lehigh does have merit-based aid and need-based aid. So when we look at merit-based aid, we look at your grades and your testing. All students are automatically looked at for merit-based aid when they apply to Lehigh. There's no separate application. Đối về vấn đề hỗ trợ tài chính thì Lehigh có cả hỗ trợ tài chính lẫn học bổng, và tất cả các học sinh đều sẽ được tự động xét học bổng khi mà nộp vào Lehigh, chứ không phải nộp một cái đơn riêng, và thị trường xét cả hai yếu tố đấy khi mà nhìn hồ sơ của bạn. And then when it comes to need-based aid, Lehigh does also meet 100% of demonstrated need. So any student who is admitted to Lehigh, we will pay whatever your family can afford based off of all of that paperwork that gets submitted and your estimated family contribution. Về hỗ trợ tài chính thị trường cũng giống như trường Connecticut, là trường meet full và meet demonstrated need, có nghĩa rằng là nếu mà gia đình mình bạn thể hiện là có cái nhu cầu nhất định và trường đã nhận bạn rồi thì trường sẽ đáp ứng 100% cái yêu cầu về tài chính của bạn. Tulane is a medium-sized school. We have just under 7,000 students, and we're located in the city of New Orleans, which is in the state of Louisiana, which is in the south of the United States. Tiếp theo thì tôi xin giới thiệu trường Tulane. Tulane là một đại học cỡ vừa, có 7,000 sinh viên. Trường thì ở thành phố New Orleans, thuộc bang Louisiana, miền Nam, nước Mỹ. Tulane has 5 undergraduate colleges.
architecture, business, liberal arts, public health, and science and engineering, and about 80 different majors and minors within those schools. At Tulane, you're not applying to a specific major or a specific school. Similar to what Bridget said, once you're admitted to the entire university, and you get to decide what you want to study. Tulane 권năm trường phân trường nhỏ khác nhau, trường kiến trúc, trường kinh doanh, trường liberal arts, trường engineering, và khi mà bạn được nhận vào trường thì có nghĩa là bạn được nhận vào toàn bộ năm trường đó, và bạn có cơ hội được học tất 180 cái ngành nghề mà họ offer, chứ bạn không bị bó buộc vào một cái ngành nghề nào ngay từ đầu. Tulane is also a tier 1 research university, which means that we have the highest level of research activity possible on a college campus. Students at Tulane are able to do research all 4 years, so you can start right away as a freshman and actually get paid to do research or do research for internships or class credit. Tulane cũng là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu, có nghĩa rằng là trường có nhiều hoạt động nghiên cứu nhất có thể ở trong trường. Bạn có thể nghiên cứu trong suốt cả 4 năm và thậm chí có thể bắt đầu nghiên cứu ngay từ năm thứ nhất, và bạn thậm chí không được trường trả tiền để nghiên cứu như vậy. One of the things that I like to highlight about Tulane is its commitment to community service. For the third year in a row, we've been ranked as having the students that are most engaged in community service. And we implement community service by giving each student 2 community service-based internships throughout their Tulane career. Một điểm đặc biệt của trường nữa là trường là một trường rất quan trọng các hoạt động cộng đồng. Trường đây là năm thứ 3, trường được đánh giá là trường có học sinh năng nổ nhất trong các hoạt động cộng đồng rồi, và và điều quan trọng là trường rất là muốn kèm những cái nội dung hoạt động cộng đồng đấy vào trong chương trình của trường. One of the stories that I'd like to share today is about the Tulane City Center. So Tulane is founded on that interdisciplinary approach to education. You can't just be good at one thing. Even if you're a scientist, you still need to know language. Even if you're an artist, you still need to know some science. So the Tulane City Center is a way that Tulane brought together an interdisciplinary approach to education and tied it with community service. Một cái chương trình rất là hay ở Tulane là Tulane City Center. Cái quan điểm giáo dục của Tulane là bạn phải là một người toàn diện. Bạn có thể là một nhà khoa học nhưng bạn vẫn cần phải biết ngoại ngữ. Bạn có thể là một nghệ sĩ nhưng bạn vẫn phải biết một chút khoa học. Và một cái chương trình của trường là trong chương trình City Center là trường sẽ làm những cái dự án đó cộng với cả các hoạt động cộng đồng, kèm theo hoạt động cộng đồng nữa để học sinh có những cái kiến thức đầy đủ trong tất cả các mặt. So the idea for the City Center was founded by our public health students that noticed that there weren't enough families in the city of New Orleans that had access to fresh fruit, vegetables, and food. So they wanted to create a space for urban farming so that families could grow and sell their own food. Chương trình này được sáng lập bởi một học sinh của chương trình y tế cộng đồng. Bạn học sinh đấy nhận ra rằng là ở trong cái môi trường thành phố thì không có nhiều sinh viên, không có nhiều người có thể được ăn những cái hoa quả tươi. Vì thế nên là bạn ý đã làm một cái chương trình để cho tất cả các người nông dân có thể bán trực tiếp cái sản phẩm của mình. So biologists decided which seeds and which soil would be best to use. Our marketing students helped each family create a marketing plan so that they could sell their own food. Our architecture students actually designed this space, and then our engineers physically built it. And the artists at Tulane created all the brochures and the print pieces. So students from all 5 schools working together on this one project and also giving back to the community. Sinh viên cả ở 5 phân trường này đều tham gia cái chương trình này. Những cái bạn mà học về sinh học thì quyết định là trồng cây gì, giống gì. Những cái bạn làm marketing thì thiết kế những cái chương trình kinh doanh. Những bạn làm nghệ sĩ thì thiết kế những brochure, rồi là tờ rơi quảng cáo. Những cái bạn làm kiến trúc thì chỉ thiết kế ra những cái gian hàng này. Thế là sinh viên từ 5 phân trường thì đều tham gia để làm một cái dự án thực tế và đóng góp lại cho cộng đồng ạ. And finally, I'd like to tell you about the city of New Orleans. You can see what our city looks like. It's a very beautiful place to be. New Orleans is a very international city.
We were colonized by the French and the Spanish. So if you look up here, you can see the French Quarter. A lot of the architecture and the way that the street is laid out is very European. We also have a lot of influences from the Caribbean and Latin America. So a lot of our dialect and a lot of our food comes from those cultures. And we also have one of the largest Vietnamese communities outside of Vietnam. The story that I always tell is that our parking meters are in four languages: English, French, Spanish, and Vietnamese. xin giới thiệu một chút về thành phố New Orleans. Đây là một thành phố cảng với sự văn hóa rất đa dạng. Thành phố này là trước đây có rất là nhiều người Tây Ban Nha và người Pháp. Thế nên là có hẳn một cái khu phố người Pháp, các bạn có thể thấy rất đẹp ở kia. Có rất là nhiều ảnh hưởng từ châu Âu cũng như là ảnh hưởng từ Caribe. Rất là thú vị đúng không ạ? Và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở đây rất là đông. Thực ra thậm chí cả cái nơi đỗ xe của họ có 4 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt Nam. Our campus is in the city, so we are a city school. However, we still do have our own campus. So while you're in the middle of this wonderful city, you still get that strong campus community. New Orleans is filled with culture. It has its own food, its own music, its own architecture, its own history. No matter who you are, you will always have something to eat and you will always have something to do. Trường ở cái môi trường của trường là ở ngay trong thành phố, vì trường rất là thành thị nhưng mà trường lại có cái khuôn viên riêng, ký túc xá cho học sinh. Bạn sẽ được ở sống trong một cái môi trường đầy những cái yếu tố văn hóa, và cho dù bạn đến từ cái phương trời nào nữa thì bạn sẽ luôn luôn tìm thấy những thức ăn và những hoạt động phù hợp với mình. New Orleans is one of the fastest growing cities in the United States, one of the largest economies in the South, and the port of New Orleans. So we're located on the port of the Mississippi River down here. The port of New Orleans is the most active port in the Western Hemisphere. So it's a wonderful city for job and internship opportunities as well. New Orleans là một trong thành phố phát triển nhất của nước Mỹ, và đặc biệt là cảng New Orleans thì là một trong những cảng mà năng động nhất ở trong bán cầu Tây, và vì thế thì sẽ đảm bảo là có rất nhiều cơ hội về nghề nghiệp cũng như là thực tập cho các bạn học sinh. Và cuối cùng thì em xin giới thiệu đại diện của đoàn Villanova. Okay, so my name is Allison. I am here representing Villanova University. We are a medium-sized institution located about a half an hour west of Philadelphia. Xin giới thiệu đại học Villanova là một đại học cỡ vừa, trường cách Philadelphia, thành phố Philadelphia, rồi đi xe ạ. If there's one word that I could use to describe Villanova, I would say the word community. A lot of this actually has to do with our heritage as a Catholic institution. If you take a look at our seal, you can see the Latin words veritas, unitas, caritas. And we really embody the idea that students, when they come to Villanova, they're there to be a part of a community, and they're also there to give back to the community. So one of the most common characteristics of a Villanova student is that they are very involved in campus life, but also in giving back to the community around them at the local and global level. Nếu có một từ mà mô tả Villanova thì đó chính là từ cộng đồng. Và cái này xuất phát từ cái trường là có cái nền tảng tôn giáo là Công giáo. Trường rất là quan trọng việc tạo ra một cộng đồng cũng như là giúp cho học sinh của mình đóng góp lại cho cộng đồng ạ. So as I mentioned, we are a medium-sized institution. We have about 6,700 undergraduates and about 10,000 students overall. Even with that, the average class size is about 22 students. I always tell students that you cannot come to Villanova and have a large lecture with 300 students, because we don't physically have large lecture halls on campus that seat that many students. So we can guarantee you small class sizes. Trường là một trường cỡ vừa, có 6,700 sinh viên ở bậc đại học và 10,000 sinh viên tổng cộng, là có cái người học cao học nữa. Và trường có khoảng 60 ngành khác nhau và các lớp của trường khá là nhỏ. Các cô vẫn thường nói đùa rằng là không có một cái sảnh học nào mà chứa được 300 người ở trường, thì nói chung là trường là một trường mà có quy mô lớp rất là vừa phải. One of the advantages of Villanova, I think, is our location. So we are located about a half an hour west of Philadelphia, which is the fifth largest city in the United States and also has the largest Vietnamese population on the East Coast.
Một trong những lợi thế của chúng tôi là địa điểm của chúng tôi thì cách một Philadelphia chỉ có 30 phút đi xe thôi, và đây là thành phố lớn thứ 5 trên toàn nước Mỹ, cũng là một thành phố nơi mà có cộng đồng người Việt Nam lớn nhất trên nước Mỹ. We are a great choice if you want to be close to a major urban area but not necessarily right in the middle of it. We do have our own train station on campus. You can get on the train, be in Philadelphia in about 25 minutes. You can take a different train to get to Philadelphia International Airport, get on a bus to New York City. All of those things are very close by. Đi lại ở trường rất là thuận tiện. Trường có ngay ga tàu ở gần trường, và bạn có thể đi lên tàu và đi ra Philadelphia và đi ra rất nhiều nơi như là sân bay các thứ ạ. Rất là tiện đi lại. We do have 4 different academic colleges at Villanova. You can see all of them up on the screen here. Our College of Liberal Arts and Sciences, the School of Business, the College of Engineering, and the College of Nursing. Trường có 4 phân trường khác nhau, các bạn có thể thấy ở đây là thứ nhất là trường một cái trường khai phóng là Liberal Arts and Sciences, trường kinh doanh, trường kỹ sư và đại học y tá. A couple of our most popular programs that I'll highlight very quickly. We are very well known for business. Our business school is ranked number 1 by Bloomberg Business Week last year, so it's one of the top undergraduate business programs in the country. Một phân trường nổi bật nhất của trường mà cô muốn giới thiệu đấy là chính là trường kinh doanh của trường. Trường kinh doanh của Villanova đứng thứ nhất theo đánh giá của Bloomberg vào năm ngoái. Và đây là một trong cái chương trình kinh doanh cạnh tranh nhất ở nước Mỹ. We are also very well known in areas of engineering, nursing, as well as humanities and social sciences. About 40% of our students double major at Villanova. So if you're the type of person, if you can't decide exactly what you want to study or you want to do more than one thing, we can be a good fit for you as well. Trường còn rất là mạnh về ngành kỹ sư, y tá và những cái ngành nhân văn nữa. Và 40% sinh viên của trường thì học hai ngành trở lên. Thế nên là nếu mà bạn cũng chưa biết là mình muốn lựa chọn cái gì thì đây là một cái cơ hội tốt. I would say that our students are also very globally minded. About 40% of our students at Villanova do a study abroad program. One program that I'll highlight very quickly that's actually for our students in our School of Business. You can study abroad as early as your freshman year. So the second semester of your freshman year, you have the opportunity to study at the London School of Economics or at the National University of Singapore. All of the classes you're taking are a part of the Villanova Business Curriculum, and you also get to do an internship with a company while you're abroad. Một cái điểm nữa là sinh viên của trường Villanova thì có tính quốc tế rất là cao, và các bạn đi học ở nước ngoài cũng khá là nhiều. Ví dụ như là 40% học sinh của Villanova đi học ở nước ngoài, và bạn thậm chí có thể đi du học, tức là đi học ở một cái trường chi nhánh từ năm thứ nhất. Bạn có thể đi sang học ở LSE là một cái trường ở London, hoặc là bạn có thể sang Đại học Quốc gia Singapore ngay từ năm thứ nhất, và những cái chương trình đó đều nằm trong chương trình của Villanova và được tính trị. A couple of different ways I would describe the student culture on campus. The first is that I would say our students have a lot of school spirit. We are a Division I sports school. We have 17 different varsity sports, as well as club and intramural sports. So I think that really adds a lot to campus in terms of school spirit and students having a lot of pride for our university. Phong trào thể thao của trường rất là mạnh. Các bạn có thể thấy là có trường thuộc Division I về nhiều môn thể thao khác nhau, và điều đấy nó thúc đẩy tinh thần đồng đội trong trường. The second way that I would describe our students is they are very community oriented. So we host the largest student-run Special Olympics event in the world on our campus. That's one thing that almost all students are going to get involved with during their 4 years on campus. We also have over 20 different community service-related organizations. So again, if you're interested in service, Villanova may be a good fit for you. Nếu mà bạn quan tâm tới việc là hỗ trợ cộng đồng, hoặc là các cái việc đóng góp lại trong cộng đồng, thì Villanova cũng là một nơi tuyệt vời để làm điều đấy. Villanova có một tổ chức gọi là tổ chức Student Olympic. Student Olympic là một trong những tổ chức hỗ trợ cộng đồng của sinh viên lớn nhất ở nước Mỹ, và còn có khoảng hơn 20 tổ chức nữa liên quan tới cộng đồng, mà bạn có thể yên tâm là bạn có rất nhiều hoạt động để làm ở đây. We are also very focused on providing a hands-on education. So across all 4 of our academic colleges, students are doing 2 to 3 internships before they graduate. If you take a look at the screen here, you'll see a list of some companies
quite a few, which probably you're familiar with. These are all companies that are actually our international students on campus have either obtained internships with or jobs after graduation. Trường còn là một trường mà đào tạo có tính thực thực tế rất là cao. Nếu mà các bạn nhìn lên màn hình thì có thể thấy là đây là những công ty mà đã tuyển học sinh của trường sau khi ra trường, và còn rất nhiều công ty khác nữa, nhưng mà đây là những công ty tiêu biểu mà tuyển rất là nhiều sinh viên quốc tế á. Các bạn có thể thấy là những cái công ty kiểm toán như Ernst & Young, Pricewaterhouse, Deloitte và rất là nhiều công ty khác nữa. And the last piece I'll just mention very briefly is that we do offer need-based as well as merit aid for international students. For merit aid, we do have a scholarship that covers the full cost of attendance. It is called the Presidential Scholarship. For that award, you do have to be nominated by a teacher at your school. It is also a very competitive award. There were about 1,800 nominations last year, and about 30 of those that were awarded. Ngoài ra, trường cũng muốn chốt lại là trường cũng có học bổng dựa trên năng lực và học và financial aid. Như những trường khác, ngoài ra trường còn có một số ít suất học bổng gọi là Presidential Scholarship, là học bổng của hiệu trường, mà học bổng này là được 100% học phí. Với suất học bổng này thì bạn cần phải được một giáo viên của mình chỉ định, và cái này nó rất cạnh tranh. Thì năm ngoái là có 1,800 người được chỉ định, chỉ có 30 người được nhận thôi. We also offer need-based aid for international students. Last year, those awards ranged from about $3,000 up to about $60,000 US. And students can apply for financial aid using the CSS profile. So as long as you submit your admissions application and the CSS profile, we'll be able to review you for any need-based aid. Trường còn ngoài ra thì trường cũng có hỗ trợ tài chính của trường và cho học sinh quốc tế, và cái số tiền có thể từ 3.000 cho tới 60.000 đô một năm, và bạn có thể apply cái học bổng cái hỗ trợ tài chính đấy dùng CSS profile. So I think I'm actually done. So do we want to do group questions? Like they said in the presentation, there's no minimum requirements that we see on campus, but we have no minimums. There's also no separate. 5 years, over half of the advanced degree, and that would be in law, management, but you can also get a PhD, work for thinking, work for policy, be economist. So everything's set up with the option of being able to go on for a further degree. And so that also is really research time, more faculty time, and all of those things are really important for applying for selective graduate programs. And so our students do want that. So, but within the 5 years, như vậy thì cái việc mà đi làm đó là có bắt buộc mới tốt nghiệp không, hay là cái là tùy? Thực ra là bạn tối là bạn đi học trong các bạn in the school of business. Các ngành này cũng sẽ dùng đến nhiều thống kê nhiều ví dụ. So we have computer science, and then we also have computer engineering. Yes, so that's the total cost of attendance. That doesn't include any financial.